Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, em là Kiều Minh, thành viên của ITB Ichimoku Club. Ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các anh chị những thông tin thị trường, diễn biến giao dịch trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cũng như là những cái nhận định về phân tích kỹ thuật đối với thị trường, cũng như là các nhóm ngành quan trọng để các anh chị có thể có những cái quyết định và góc nhìn đúng đắn nhất khi tham gia đầu tư. Đầu tiên là về diễn biến thị trường hôm nay. VN Index ngày hôm nay tăng nhẹ 5,8 điểm, tương ứng với 0,5%. HNX tăng 0,92% và Upcom cũng tăng nhẹ 0,26%. Với giá trị giao dịch ngày hôm nay là 11,8 ngàn tỷ trên cả 3 sàn. Đây là một giá trị giao dịch ở mức trung bình trong các phiên giao dịch của thời gian vừa rồi. Có thể thấy diễn biến thị trường trong phiên ngày hôm nay là đã mở gap ngay từ phiên ATO, sau đó là những nhịp tích lũy, nhịp dao động quanh vùng tham chiếu và vùng giá cao nhất là 1040. Sau đó đến phiên chiều, lực bán tăng dần khiến cho thị trường đã có những lúc giảm về mức tham chiếu. Tuy vậy, đến cuối phiên ATC thì dòng tiền đã tập trung kéo và trả lại thị trường được 5 điểm, kết thúc ở mốc 1033. Về các mã cổ phiếu chỉ ảnh hưởng đến chỉ số VN Index nhiều nhất, ngày hôm nay có VCB, VB Bank và Techcombank là những mã ngân hàng. Ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành có đóng góp nhiều nhất cho thị trường trong phiên ngày hôm nay. Ngoài ra VRE cũng giúp cho thị trường tăng thêm 1 điểm. Về những mã đóng góp giảm, HBG và BID ngày hôm nay là hai mã đóng góp giảm mạnh nhất, trong đó HBG giảm hơn 4%, gây một cái áp lực khá là lớn cho thị trường. Ngày hôm nay tiếp tục khối ngoại tiếp tục bán ròng 771 tỷ, trong đó khả năng cao là HBG ngày hôm nay bị bán mạnh, HBG bị bán 34 triệu cổ phiếu. Và sau đó là KBC. Đối với mua, ngày hôm nay VRE được mua dòng bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp theo sau đó là VHM và VB Bank. Về chuyển động của các nhóm ngành, ba nhóm ngành trụ, bất động sản, chứng khoán và ngân hàng tiếp tục là những mã, những nhóm ngành có cái mức tăng khá là lớn giúp cho thị trường giữ được mức xanh trong ngày hôm nay. Trong đó chứng khoán tăng 2,6% và ngân hàng tăng 1,5%, vẫn cho thấy cái sức mạnh của mình trong giai đoạn gần đây. Khả năng hai nhóm ngành này sẽ là các nhóm ngành giúp cho VN Index có những cái nhịp hồi phục trở lại trong thời gian sắp tới. Và đó là diễn biến thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây là đến với phần phân tích các nhóm ngành và cũng như là VN Index. VN Index tiếp tục ngày hôm nay là một cây nến lưỡng lự và đang cho thấy thị trường vẫn đang giữ ở trên vùng giá hỗ trợ 1017. Theo góc nhìn của em, thị trường vẫn có khả năng giữ được những cái nhịp hồi phục trong thời gian sắp tới. Nếu có trường hợp về lại vùng giá 1017 thì đây cũng là một cái vùng hỗ trợ quan trọng đối với các anh chị để tham gia đầu tư. Đối với các anh chị nào mà chưa bắt được cổ phiếu trong những cái nhịp hồi phục vừa rồi. Và khả năng tiếp theo sau đó thì VN Index sẽ tiếp tục các cái nhịp hồi về vùng giá. Đầu tiên là 1060, 1070 và tiếp theo sau đó là 1123, 1130. Trường hợp xấu hơn có khả năng xảy ra đó là thị trường giảm về lại mốc 1000. Nhưng theo em thì trường hợp này khả năng xảy ra không quá lớn. Tuy vậy các anh chị vẫn cần cẩn trọng với việc là có thể cho một cái tỷ trọng giao dịch nhỏ thôi để giảm thiểu cái rủi ro nếu như thị trường có giảm điểm về test lại về các vùng 1000.
trong thời gian này, bởi vì xu hướng hiện tại của VN Index vẫn là xu hướng giảm. Nên là các anh chị cần chú ý mua ở tỷ trọng nhỏ và quản trị rủi ro thật tốt. Chạm đến vùng cắt lỗ nên cắt lỗ và nên chốt lời. Đúng vùng chốt lời, không nên tham quá để mà cuối cùng giảm mất cái lợi nhuận của mình. Đó là với VN Index. Sau đây thì em cũng sẽ cập nhật cho các anh chị một số nhóm ngành. Đầu tiên là nhóm ngành bất động sản. Bất động sản ngày hôm nay tiếp tục có những phiên tích lũy ở vùng đáy và chưa cho thấy tín hiệu phản và đáy. Do đó đây là một tín hiệu chưa xấu đối với bất động sản. Bất động sản nếu như phá đáy thì khả năng thị trường mới trở nên xấu, còn không, nếu như vẫn tiếp tục tích lũy ở đáy thì khả năng hồi phục vẫn còn cao. Ngày hôm nay thì DG có một phiên tăng khá là mạnh. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi mà gặp vùng đáy và sau đó có một phiên bật tăng khá là mạnh. Đối với góc nhìn của DG thì nếu các anh chị đang bị kẹt hàng, có thể canh về các vùng 22 để bán ra, cắt lỗ. Còn đối với các anh chị tham gia vào trong giai đoạn này thì em khuyến nghị không nên tham gia mở mua mới đối với DG trong giai đoạn này, bởi vì về cơ bản DG cũng không hẳn là một cổ phiếu có cái nội tại quá là tốt, cũng như là báo cáo tài chính trong quý này vừa mới ra có những cái điều khá là tiêu cực. Do vậy tránh voi chẳng xấu mặt nào, em vẫn khuyến nghị các anh chị không nên tham gia mở mua mới đối với DIG. Nếu các anh chị kẹt hàng có thể đợi về vùng giá 22 để tranh thủ cơ cấu lại danh mục. Ngày hôm nay mã SEO cũng có cái nhịp tăng khá là ổn và phá được vùng giá kháng cự trong ngắn hạn là vùng giá 13.6. Thì em thấy các anh chị nếu có hàng thì vẫn nên giữ, khả năng cao thì SEO sẽ có thể có các cái nhịp hồi về lại vùng giá 20 và vùng giá 23. Các anh chị có thể lưu ý để canh chốt lời ở các vùng giá đó. Là đối với SEO. Một số mã trụ trong ngành bất động sản ví dụ như là VHM hay là VIC thì vẫn đang trong cái nhịp hồi phục thôi, các anh chị vẫn có thể nắm giữ. Đối với VIC, canh chốt lời có thể ở vùng giá 56, và nếu các anh chị muốn cầm dài hơn và muốn ăn nhiều hơn có thể giữ tại vùng giá 60, cắt tại vùng giá 60, chốt lời tại vùng giá 60 là hợp lý nhất. Đối với cổ phiếu VNM thì cũng vậy, vùng giá 47 và vùng giá 50 là các vùng giá mà các anh chị có thể để ý để chốt lời đối với cổ phiếu này. Tiếp theo là đến ngành ngân hàng. Ngành ngân hàng như em nói vẫn đang cho thấy là những cổ phiếu mạnh và có cái nhịp dẫn sóng trong giai đoạn này. Thì em thấy khả năng ngân hàng sẽ về lại được vùng kháng cự trong ngắn hạn là vùng 560 đối với đồ thị của toàn ngành. Và có một số mã ngày hôm nay vẫn cho thấy cái đà tăng, ví dụ như là VPBank ngày hôm nay tăng khá là mạnh. Mốc 18 là mốc mà các anh chị có thể canh chốt lời từng phần đối với VPBank. VIB hôm trước em có khuyến nghị đối với các anh chị, ngày hôm nay cũng tăng khá ổn. Đối với mã này thì vẫn nên ở vùng giá 22.3 là vùng giá cao nhất mà các anh chị có thể chốt lời. Nếu các anh chị chốt lời non có thể ăn tại vùng giá 21. 21 thì các anh chị có thể cắt lời, chốt lời từng phần và sau đó tiếp tục nắm, nếu như đến được giá 23, các anh chị có thể chốt lời hết. Về phía các ngân hàng nhà nước, ví dụ như là BID, VCB hay là CTG, mặc dù có thể phiên ngày hôm nay đã nằm trên những cái vùng hỗ trợ rồi, tuy vậy, những cổ phiếu này nó đã tăng trước thị trường và trước cả nhóm ngành ngân hàng rồi. Thậm chí là các anh chị nếu như mà tinh ý có thể ăn được khoảng 2 lần từ các mã ví dụ như là BID hay là CTG. Do vậy, những cái nhịp chốt lời vẫn còn đang rõ ràng, vẫn còn đang hiện hữu trong giai đoạn này.
Thế nên các anh chị vẫn chưa nên vào đối với các nhóm cổ phiếu nhà nước. Tiếp theo sau là nhóm ngành chứng khoán. Chứng khoán ngày hôm nay có một phiên tăng chạm đến vùng kháng cự 267-270. Một số mã chứng khoán ngày hôm nay thì đã cho thấy là vượt qua vùng kháng cự rồi. Ví dụ như là SSI hay là HCM. HCM ngày hôm nay tăng khá ổn rồi. Vùng giá này các anh chị có thể canh chốt lời một phần 21.3. SSI các anh chị có thể mở mua khi giá về lại vùng giá 16.5 để có thể tối ưu được mức lợi nhuận của mình. Đối với mã VCI, ngày hôm qua em có khuyến nghị, ngày hôm nay cũng có mức tăng khá tốt, tuy vậy vẫn chưa tăng mạnh. Do vậy các anh chị có thể chờ đợi các cái nhịp giảm về vùng 25.4 để canh mua. Cắt lỗ có thể tại vùng giá 24 và chốt lời tại vùng giá 29 và vùng giá 30.5. Đối với SSI em vừa khuyến nghị 16.3, 16.4 mua được và cắt lỗ tại vùng giá 15, chốt lời tại vùng giá 18.5 và chốt lời ở vùng thứ hai là vùng giá 20. Một ngành ngày hôm nay cũng có một cái diễn biến khá là nổi bật là nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép ngày hôm nay vẫn cho dấu hiệu phá đáy cùng với cái nến lưỡng lự. Tuy vậy, dấu hiệu tạo đáy vẫn chưa rõ ràng. Do vậy các anh chị vẫn nên đứng ngoài. Ngày hôm nay có HBG vẫn giảm mạnh. Cùng với đó là khối lượng giao dịch ở mức khá là lớn, lớn hơn so với ngày hôm qua cơ. Do vậy các anh chị cần lưu ý chưa nên vào đối với HBG giai đoạn này. Bởi vì ngân hàng, em xin lỗi, bởi vì khối ngoại dạo này thời gian gần đây đang bán mạnh HBG, gần như là bỏ rơi HBG rồi. Do vậy các anh chị cần lưu ý đối với mã này. Ngày hôm nay HSG ngược lại thì lại xanh nhẹ. Và HSG vẫn đang giữ được vùng đáy, vùng 15-11.5. Do vậy các anh chị có thể mua thăm dò ở vùng giá đáy này. Cắt lỗ thì các anh chị có thể cắt lỗ khi mà phá đáy vùng giá 11 và chốt lời tại vùng giá 12.8. NKG ngày hôm nay cũng tiếp tục phá đáy giống như HBG. Do vậy em khuyến nghị các anh chị chưa nên tham gia đầu tư đối với cổ phiếu này. Và đó là nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay của Kiều Minh, cũng như là phân tích những nhóm ngành và cổ phiếu các anh chị có thể để ý cũng như là quan tâm để tham gia đầu tư trong giai đoạn này. Nếu anh chị thích video của em, có thể ủng hộ cho em bằng cách tham gia vào room tư vấn hỏi đáp đầu tư cổ phiếu bằng cách quét vào mã QR bên phải. Room đầu tư này sẽ luôn hỗ trợ cho các anh chị 24/7 cũng như là ngoài phiên giao dịch nữa để các anh chị có thể ra được một cái quyết định đúng đắn nhất. Nếu các anh chị muốn tìm một Zoom Zalo khuyến nghị tư vấn đầu tư cổ phiếu trong ngày, các anh chị có thể quét vào mã QR bên trái để mở tài khoản VPS cũng như là chuyển ID sang bên em Kiều Minh ITB. Room khuyến nghị của ITB luôn luôn hỗ trợ các anh chị với các mã cổ phiếu có điểm mua, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời hàng ngày, cũng như là cập nhật tình hình cho các anh chị những cái mã cổ phiếu để các anh chị nắm bắt được rõ ràng hơn đối với từng cái giao dịch của mình. Và đặc biệt là VPS trong thời gian này đang có chương trình khuyến mãi phí giao dịch dành cho các anh chị để đồng hành cùng với các anh chị trong giai đoạn khó khăn này. Vì vậy các anh chị có thể tham gia ủng hộ cho Kiều Minh ITB bằng cách chuyển ID sang bên mình hoặc là mở tài khoản mới để hưởng cái ưu đãi này, cũng như là được tham gia vào room ITB khuyến nghị cổ phiếu và Zoom tư vấn hỏi đáp đầu tư hỗ trợ các anh chị đầu tư 24/7.
Xin chào tất cả các anh chị và chúc các anh chị giao dịch thành công.